Tiến BNB xin chào đến tất cả các bác nha. Hôm nay Tiến BNB sẽ test con đẩy HA650 chạy 16 đèn, bù áp 4 là 20. Con này tôi nói trước các bác là nó có cái vỉ lưng tiếng này nè. Đó, nó như là con B3 đấy. Tiếng của nó cực sạch là hay luôn các bác. Không phải nghĩ rồi. Biến thế của nó thì không phải nghĩ, cực to. HA650 và đá mấy đuôi loa MC. Các bác nghe thử nha, một tí tôi sẽ bỏ lọc, bỏ vang, đá trực tiếp đẩy luôn để xem chất lượng âm thanh nó như thế nào. Thì các bác cứ nghe thử đánh giá trước nha. Và bây giờ tôi sẽ lấy rắc để cho nó chạy trực tiếp vào đáy, không có lọc, không có vang. Đá trực tiếp luôn. Còn đây dây ở vàng tôi không cho qua vàng nữa. Tắt vàng. Đây tôi cho trực tiếp. Các bác nha, bây giờ tôi đá trực tiếp luôn. Đây. Ta lo luôn. Không qua nữa. Hương lắm như dùng đời phù sa. Đây là tôi không cho qua vang nhé, là đá trực tiếp từ vi tính vào đẩy luôn, vào đẩy HA650 luôn, tiếng cực sạch đúng không ạ? Trái tim
và nghe thấy một đoạn nhạc đỏ nha. Xem nào. Chất âm của đẩy này thì cực hay các bác, sạch tinh, tại vì nó có cái vị lưng tiếng đó này, đó ba vị, mỗi vế ba vị, nên là tiếng nó cực hay các bác, chạy cực mát luôn, chạy cả tháng gọi ấm ấm như thế cực tốt đó. Bác nào lấy thì liên hệ với tiếng Bimi nha, đẩy HA 650, tiếng cực tốt. Bác nào lấy thì liên hệ với cả tiếng Bimi theo số điện thoại là 0948 388 448. Thì nhắc lại là 0948 388 448. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả các bác.